Chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Gỗ An Cường. Nếu như trước đây An Cường mang đến cho các bạn những câu chuyện về nguyên vật liệu gỗ trong trang trí nội thất hay nguyên vật liệu gỗ chất liệu cao, thì hôm nay Châu sẽ giới thiệu đến các bạn một sản phẩm hoàn toàn mới lạ nhưng rất hữu ích và phù hợp với tất cả mọi người, đó là bậc cầu thang laminate uốn cong. Bậc cầu thang laminate uốn cong được An Cường gia công với bề mặt laminate chịu được ma sát cao, chống va đập tốt, độ bền lên tới hàng chục năm, cùng với loại gỗ plywood chống nước là một giải pháp an toàn cho thiết kế bậc cầu thang màu vân gỗ. Các bạn có thể thoải mái vệ sinh mà không sợ ảnh hưởng đến độ bền của sản phẩm, lại còn mang đến sự hài hòa, ấm áp, đồng bộ với nội thất gia đình mình. Châu sinh sống tại khu vực miền Nam, đã từng có thời gian công tác tại miền Bắc vào những ngày đông. Châu đã trải nghiệm được cảm giác bước chân trần lên những bậc cầu thang ốp bằng gạch, bằng đá, lạnh và trơn như thế nào. Với bậc cầu thang laminate uốn cong, An Cường đã mang đến giải pháp bảo vệ tốt nhất cho đôi chân của bạn. Còn gì tuyệt vời hơn nữa khi mà bậc cầu thang uốn cong lại còn đồng bộ với sàn gỗ, nền tường, cửa hay nội thất trong nhà, tạo nên sự sang trọng và tinh tế. Với giải pháp này, An Cường khoác lên căn nhà của bạn một vẻ đẹp mới mẻ, hiện đại và cuốn hút. Nếu quan tâm đến bậc cầu thang laminate uốn cong, các bạn vui lòng liên hệ số hotline số 1900 6944 hoặc đến trực tiếp showroom An Cường tại số 39 Nguyễn Cơ Thạch, khu đô thị Sa La, quận 2, Hồ Chí Minh để được tư vấn chi tiết. Ngoài ra, An Cường còn có rất nhiều giải pháp mới và lạ. Đón xem video mới của chúng tôi vào lúc 19 giờ thứ 3, thứ 7 hàng tuần. Đừng quên bấm like, share và subscribe kênh YouTube của An Cường. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.